mực nước trên các sông ở Quảng Trị đang giảm, giao thông hầu hết đã trở lại bình thường. Theo thông tin từ báo tin tức, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, từ chiều và đêm 19 tháng 9, khu vực này chỉ còn mưa rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 20mm. Mực nước lũ trên các sông đã hạ xuống dưới mức báo động 1, ngoại trừ sông Thạch Hãn vẫn trên báo động 1 khoảng 0,5m. Hiện cầu tràn Ba Lòng và ngầm tràn Ly Tôn, huyện Đắk Rông vẫn còn ngập khoảng 1m, gây cản trở giao thông, trong khi các khu vực khác đã thông suốt. Trước đó, mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều điểm, chủ yếu là các ngầm tràn và tuyến đường liên xã ở hai huyện miền núi Đắk Rông và Hướng Hóa. Tại Hướng Hóa, nhiều điểm sạt lở núi đã xảy ra với hàng trăm mét khối đất đá bị cuốn xuống. Lốc xoáy ở huyện Do Linh đã làm tốc mái nhiều ngôi trường và nhà dân, đồng thời gây gãy đổ cây xanh tại Do Linh và Vĩnh Linh. Hệ thống lưới điện tại huyện Vĩnh Linh bị hư hại nghiêm trọng, khiến nhiều khu vực bị mất điện. Ngành điện lực đang phối hợp với địa phương để khắc phục sự cố nhằm khôi phục nguồn điện. Các hồ chứa trên địa bàn tỉnh hiện vẫn vận hành an toàn, với tổng dung tích chứa nước còn khoảng 37% đối với các hồ thủy lợi và 40% đối với các hồ thủy lợi, thủy điện so với thiết kế. Hiện tỉnh Quảng Trị vẫn còn 375 trên 22.706 hectare lúa vụ hè thu chưa được thu hoạch, tập trung tại Đắk Rông 25 hectare và Hướng Hóa 350 hectare. Ngoài ra còn hơn 10.700 hectare sắn và 190 hectare ngô của người dân chưa được thu hoạch. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương triển khai biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ người dân thu hoạch, đồng thời bảo vệ an toàn cho ngành thủy sản để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Để ứng phó với bão số 4 và mưa lớn, Quảng Trị đã di dời 1.073 hộ dân với 2.937 người ở các huyện Do Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Cam Lộ, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà đến nơi an toàn. Hiện tất cả người dân đã trở về nhà an toàn. Làng du lịch tốt nhất thế giới ngập lụt sau bão số 4. Theo thông tin từ ông Trương Thanh Duẩn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hóa, chia sẻ với báo điện tử Người Lao Động, ngày 20 tháng 9, mưa lớn trong 2 ngày qua đã gây ngập lụt nghiêm trọng, làm hơn 400 ngôi nhà dân bị ngập sâu từ 0,5 đến 2 mét. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi vào rạng sáng cùng ngày, nước lũ dâng cao gần 2 mét, cô lập hoàn toàn Tân Hóa với các khu vực xung quanh. Hiện tại, nước lũ vẫn đang tiếp tục dâng cao và mưa chưa có dấu hiệu dừng lại. Ông Duẩn cho biết, địa hình lòng chảo của xã bao quanh bởi núi đá là nguyên nhân khiến nước từ các sông suối trên thượng nguồn đổ về nhanh chóng, gây ra tình trạng ngập lụt trầm trọng. Điều này đã dẫn đến việc nhiều tài sản và vật dụng sinh hoạt của người dân bị nhấn chìm và cuốn trôi. Tại Tân Hóa, tỉnh Quảng Bình, xã được vinh danh là làng du lịch tốt nhất thế giới vào tháng 10 năm 2023, hiện đang phải đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên và cảnh quan bình yên, nhưng cũng được biết đến như một vùng rốn lũ, thường xuyên phải gánh chịu thiên tai. Tuy nhiên, khác với những năm trước, năm nay, tình hình ngập lụt đã được chính quyền địa phương dự đoán trước sau khi bão số 4 đi qua. Người dân đã chuẩn bị đồ đạc, vật dụng và tài sản lên nhà phao để tránh trú, giúp giảm thiểu thiệt hại. Nhà phao là một sáng kiến được triển khai từ nhiều năm trước tại Tân Hóa, cho phép người dân thích ứng với tình hình lũ lụt. Khi nước dâng, nhà phao sẽ tự động nổi lên theo mực nước, đảm bảo an toàn cho người và tài sản bên trong. Ông Duẩn cho biết, với hơn 700 hộ dân tại Tân Hóa, người dân đã quen sống chung với lũ. Nhờ có nhà phao, bà con đã ứng phó một cách chủ động hơn với thiên tai. Thay vì phải sơ tán lên núi hoặc đối diện với rủi ro mất mát tài sản như mọi năm, người dân có thể yên tâm sinh sống ngay trong vùng lũ. Từ hôm qua, nhờ được chính quyền thông báo, bà con đã sơ tán di dời đồ đạc và chuẩn bị lương thực, nước uống lên nhà phao, nên không lo cảnh bị đói khát trong vài ngày, ông Duẩn chia sẻ. Người dân Tân Hóa không chỉ sống chung với lũ mà còn tìm cách để thích nghi và phát triển. Hệ thống nhà phao đã chứng tỏ được hiệu quả trong việc bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn cho cư dân trong mùa lũ. Những sáng kiến như thế này cần được nhân rộng và áp dụng ở nhiều địa phương khác để giúp cộng đồng thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu và thiên tai. Trong bối cảnh ngập lụt nghiêm trọng, hy vọng rằng chính quyền và các tổ chức sẽ tiếp tục hỗ trợ Tân Hóa trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các phương pháp ứng phó thiên tai. Điều này không chỉ giúp bảo vệ cuộc sống của người dân mà còn duy trì vẻ đẹp và sự phát triển của làng du lịch tốt nhất thế giới. Ngập úng sau bão số 4,
các tuyến giao thông tại miền Trung tê liệt. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, đến 17 giờ chiều 19 tháng 9, một số tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung đã bị ngập lụt, chia cắt tại 77 điểm do bão số 4. Báo Vietnam Plus cho biết, do ảnh hưởng của bão số 4, từ 7 giờ sáng 20 tháng 9, ở tỉnh Quảng Bình vẫn còn nhiều ngầm tràn nước ngập sâu, chảy xiết, chia cắt cục bộ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình yêu cầu các lực lượng chức năng, địa phương tuyên truyền để người dân tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn này. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, tại huyện Bố Trạch hiện có 5 ngầm tràn nước ngập sâu từ 0,5 đến 5 mét như ngầm Cầu Bùn, xã Hương Trạch, ngầm Cà Ròn, xã Thượng Trạch, ngầm Bến Trót, xã Phúc Trạch. Một số tuyến đường liên thôn xã đi qua thôn Phú Hữu, Phú Kinh, xã Liên Trạch bị ngập, có đoạn ngập sâu 1,2 mét. Hiện lực lượng các đồn biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương đặt biển báo cấm người, phương tiện không đi qua lại khu vực nước chảy xiết và bố trí lực lượng chốt chặn. Ngoài ra, trên quốc lộ 12A, quốc lộ 9B, quốc lộ 15 ở Quảng Bình, hiện có nhiều ngầm tràn nước ngập sâu từ 0,2 đến 1 mét. Đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí rào chắn, đặt biển cảnh báo, thông báo đầy đủ. Đồng thời bố trí lực lượng, tập trung khắc phục các điểm sạt lở tại đường dương, sạt lở đất đá xuống đường, đảm bảo giao thông thông suốt. Tại tỉnh Quảng Bình, tính đến 5 giờ sáng ngày 20 tháng 9, các huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, Minh Hóa, Tuyên Hóa và thành phố Đồng Hới đã di dời 874 hộ dân với 3.059 nhân khẩu ra khỏi vùng có nguy cơ cao do sạt lở. Các địa phương bố trí chỗ ăn nghỉ, đảm bảo sức khỏe cho người dân trong khi di dời, đồng thời tuyên truyền để người dân tuyệt đối không chủ quan, trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn. Trong ngày và đêm 20 tháng 9, tại Quảng Bình có mưa rải rác, một số vùng mưa vừa, mưa to. Vùng biển tỉnh Quảng Bình có mưa rào, dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Người dân cần chủ động phương án ứng phó với các diễn biến thời tiết bất thường, cực đoan, tránh thiệt hại về người và tài sản. Bão số 4 gây 77 điểm ngập úng, sạt lở tại miền Trung. Báo tin tức cho biết, tỉnh Quảng Bình ghi nhận nhiều điểm bị sạt lở, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ. Quốc lộ 12A, 9B và một số tuyến đường của tỉnh bị ngập sâu và sạt lở nghiêm trọng, gây gián đoạn giao thông. Tại một số bản làng, người dân không thể đi lại do nước dâng cao. Quảng Trị cũng ghi nhận tình trạng ngập và chia cắt tại 33 điểm. Nhiều cầu tràn và ngầm tại các huyện Đắk Rông và Hướng Hóa ngập sâu, khiến giao thông bị gián đoạn từ 0,4 đến 1,5 mét. Các tuyến tỉnh lộ và quốc lộ khác cũng bị ảnh hưởng do ngập nặng. Tại thành phố Đà Nẵng, 34 điểm ngập cục bộ